xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiến trúc HCG thì trên đây đó chính là một cái bộ hồ sơ bản vẽ à, thi công của một cái công trình của nhà anh Phạm Sĩ Tú ở giao thiện giao thủy Nam Định thì quý vị các bạn nhé đây là một trong những công trình biệt thự hai tầng mái nhật thì trong cái video trước thì là mình đã chia sẻ cho quý vị các bạn về cách mà chúng ta à, đọc hiểu một cái bộ hồ sơ hay là trong cái cách chúng ta đọc kiểu hồ sơ vẽ mặt bằng đó tức là tất cả các cái mặt bằng thì chúng ta sẽ đọc kiểu như thế nào hay là chúng ta đã tìm hiểu qua về uh, các cái cách mà chúng ta đọc hiểu một bộ hồ sơ bản vẽ phần mái, tức là đây là chính là cái phần bản vẽ phần mái này. đó, đây là phần mái mà chúng ta đã đọc hiểu phần mái là sao và cái cách thức mà chúng ta làm thi câu như thế nào. thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về cách mà chúng ta đọc hiểu cũng như là quản lý cái bản vẽ mặt đứng của công trình và một số những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta À, đọc hiểu cái bản vẽ mặt đứng của cái câu trình của nhanh phạm Sĩ tú Đây là video mà mình xin dành cho thợ của nhanh phạm Sĩ tú Để cho anh có thể là Cho thợ của anh có thể làm cái công trình cho nó đúng và nó chuẩn nhất cho anh như quý vị các bạn nhé Thì đầu tiên Chúng ta sẽ có đây chính là cái phối cảnh bên hcg thì mình sẽ dở hết tất cả các cái phần phối cảnh của công trình ra Để cho các bạn xem đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái phối cảnh góc như thế này Và các bạn cần phải biết được là uh, Trên một cái bộ hồ sơ như thế này thì cái phối cảnh góc Đó và các cái mặt đứng và cắt là như thế nào đúng chưa thì uh, cờ xin phép là sẽ dở từng phần một đây người ta gọi là cái mặt bên đây là người ta gọi là mặt bên nhìn từ một bên tra, uh, một bên hông của công trình vào đó. ví dụ như đây là một cái phối cảnh góc này chúng ta đứng ở bên này đứng ở cái phần mũi tên của cường mũi tay tay ở gần đây nhìn vào thì đó chính là một cái mặt bên đó đấy là một cái phần mặt bên nhưng nhưng mà mặt này uh, gọi là mặt phối cảnh thế nên là À, theo nữa thì chúng ta sẽ xem cái mặt này được bố trí và thiết kế như thế nào ở trên mặt vẽ cái phần kiến trúc như quý vị các bạn nhé hoặc là nhìn cái mặt này nhưng mà trên một diện phẳng thì đấy là tôi gọi là mặt đứng nha quý vị các bạn và chúng ta sẽ có mặt ở đằng sau hay là chúng ta sẽ có thêm tức là các cái mặt ở bên hông vân vân đó thì đây người ta nhìn từ trên xuống người ta gọi đấy là mặt ba thế thì à, bây giờ thì là mình xin phép là sẽ À, ờ các cái phần bản vẽ ra để cho các bạn à, dễ hình dung như các bạn nhé đó à, thì là lần trước chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ về các cái bản vẽ kia rồi thì đây đó chính là cái phần mặt đứng của công trình này thì là bên mình là bao giờ khi mà triển khai một hồ sơ thì mình sẽ chia ra thành từng các cái hạng mục nhỏ một ví dụ như bản vẽ mái thì nó sẽ vào khoảng 16 bản vẽ chẳng hạn nhưng mà à, bản vẽ mà bằng mặt đứng mặt cắt thì nó cũng sẽ có một cái phần riêng để cho các bạn dễ hình dung thì cái phần bản vẽ mà đứng này thì là chúng ta sẽ có khoảng 7 bản vẽ và à, khi mà chúng ta xem cái bản vẽ này đấy thì nó sẽ có công dụng gì do ở nhà của anh phạm sĩ tú là có hai phần một là phần nhà chính hai là phần nhà phụ thế nên là chúng ta sẽ tách từng phần nhà chính nhà phụ riêng ra để chúng ta à, kiểm soát cũng như là chúng ta làm cái công trình nó chuẩn nhất nha các bạn nhé đó thế thì, thì à, đối với lại một cái mặt đứng của một cái công trình à, để ra được một cái hình thức của một cái công trình nó đẹp như thế này ở ngoài thời thực nó cũng đẹp như thế này và trên thực tế cái tỷ lệ phần mái tỷ lệ các máy sảnh tỷ lệ phần cửa mà nó ra nó đẹp thì chúng ta cần phải có được các cái bản vẽ kỹ thuật về mặt đứng để chúng ta thực thi và chúng ta làm thì mặt đứng khi mà chúng ta xem nó sẽ có khi mà chúng ta xem đó chính là khi mà chúng ta hoàn thiện phần móng của công trình và đến khi mà chúng ta triển khai xây các cái phần liên quan đến tường xây và liên quan đến tường xây thì chúng ta cần phải xem bản vẽ mặt bằng như video lần trước tôi đã có chia sẻ với các bạn và việc thứ hai là chúng ta cần phải xem bản vẽ mặt đứng để chúng ta biết được các cái cao độ của công trình và uh, chúng ta biết được cái, cái chiều cao của các cái bộ cửa khoảng cách các bộ cửa các bạn kết hợp giữa mặt bằng và mặt đứng nhé, các bạn nhé thì trên đây đó chính là cái mặt đứng này mặt đứng sẽ thể hiện những gì mặt đứng sẽ thể hiện về màu sắc về màu sắc về chất liệu về cao độ ở đây chúng ta sẽ có ba cái hàng một các cái hàng. Đây là các cái hàng gọi là hàng cốt cao độ. Đó, các bạn hình dung được không ạ? Thì từ uh, cốt 00 tức là từ mặt nền sàn trên là cốt 00, dưới đáy của mặt sân là âm 0.75, tức là dưới sân là 0.75. Cốt trên uh, phần thân là 4m. Uh, chúng ta có cốt trên tầng 2 là 7.8 và cốt của cái phần mái này này, uh, mái nhỏ này là 9.5 và cốt đỉnh là bằng uh, đây là bằng 11.7 Thế cái phần mái này đó phần mái này thì khi mà chúng ta hoàn thiện tất cả các cái phần dây thì các bạn cần phải xem cái phần mặt vai mái để chúng ta thực thi nghĩa là các bạn xây xong thu hết rồi chát chi sơ bộ rồi thì chúng ta xem cái phần mái này thì phần mái này như video lần trước uh, các bạn uh, nào chưa xem thì các bạn quay lại video đấy cho cờ Thì đây chính là cái phần mặt vai mái Mình sẽ dở lại cho các bạn uh, hình dung nó dễ hơn chứ không phải là uh, các bạn uh, mà chưa xem cũng bạn được bảo là không có đúng không ạ? thì đây là bản vẽ máy. thì trên phần bản vẽ máy của bên HCG là hồ sơ ở vẽ chi tiết. đó, thì cục bình thường hồ sơ sơ bộ của các đơn vị uh, hoặc là các bạn trẻ, các bạn không có kinh nghiệm, các bạn làm ấy, thì nó chỉ có một mặt bằng thôi. thế nhưng mà bên mình này một cái bộ bản vẽ máy này nó sẽ có 16 mười bản vẽ, đúng chưa? một cái bình thường là 16 sáu bản vẽ máy đấy các bạn ạ. bình thường các uh, bản vẽ khác thì họ chỉ có một bản vẽ này thôi nhưng mà bên mình ấy, thì sẽ có cái chú rất rõ mà là các cái cây, cây chống nóc cao bao nhiêu này, các cây nóc cao bao nhiêu này, các cái vị kèo đây là các cái bản vẽ liên quan đến vị kèo và từng chi tiết cái vị kèo ra một đó, đó đoạn nào là mang sối, đoạn nào là mang xối đấy và chúng ta còn có các phối cảnh để chúng ta mua hỏng được các bác thợ dễ hình dung và dễ hiểu đấy và chúng ta có thống kê cái vật tư vật liệu ở đằng sau chi tiết vị kèo ở đây video video này thì các bạn nên xem lại cái video sau ở uh, video trước của cái video này như các bạn nhé yeah, thì mình sẽ làm theo từng phần của một cái công trình này một chia sẻ cho các bác thợ của phạm sĩ tú và uh, khi mà chúng ta xem vào mặt đứng này thì sẽ có những cái thông số như ghi chú ở đằng này thì các bạn nên lưu ý cho cửa uh, tiếp theo là ở đây chúng ta sẽ có những cái cao độ của từng các cái phần liên quan đến cái cửa khoảng cách của các cái cửa ví dụ như khoảng cách cửa này là một mét chín uh, cái độ vòng uh, xung quanh chạy đây là 150 và từ đây đến đây là một ngàn một trăm đấy bên trên này cũng vậy và chúng ta sẽ có cái chiều cao khoảng hai mét tám vân vân tất cả các chiều cao các cái khoảng cách đấy các khoảng cách đó thì đều có những cái thông số đều có những cái kích thước được ghi chú rất kỹ ở đây đấy để chúng ta xem và khi mà chúng ta xem cái bản này đó chính là cái mặt đứng nhìn từ trên vào đây là cái mặt mà chúng ta nhìn từ bên hông nhìn từ bên hông đấy thì các bạn sẽ hỏi mình là đòi, các bạn vẽ bên hông như thế nào, nào? Nghĩa là chúng ta đứng ở bên này và chúng ta nhìn cái bên hông của cái câu trình ở bên này. Đó. Thì ở đây chính là cái 3D nó cũng thể hiện vào phần bản vẽ kỹ thuật. sẽ thể hiện rất rõ. Chúng ta sẽ có chiều cao của cái cửa này là bao nhiêu? Là 2 8 Chiều cao của cái này là bằng uh, 4m. Và uh, các cái khoảng cách vào này là 150. Khoảng cách từ vào này đến cái rìa mái bên trên là bằng 850. Thế nghĩa là sao? Đây. Để mình dở cái phần hình thức ra thì các bạn sẽ dễ hình dung ra hơn. Đây, chúng ta sẽ để như thế này để chúng ta sẽ dễ hình dung. À, cái cỡ cửa này là cao là bao nhiêu ạ? 28. Cái phào là xung quanh trên này là bao nhiêu ạ? 150. Từ đây đến đây là bao nhiêu ạ? Bằng 800. 800 bao nhiêu ạ? Đây 830. Và chúng ta có các cái à, phần diềm, các cái phần kích thước của phần diềm. Thế thì để thi công cái kích thước phần diềm này. Đó, thì các bạn xem cái video trước, tức là cái video về cấu tạo diềm mái. Đó, thì cường xin phép là dở luôn để cho các bạn dễ hình dung vì bản vẽ mình là bản vẽ chi tiết đây các bạn nhìn thấy bản vẽ ở đây, đây là cái diềm mái không ạ? Đó chính là cái phần diềm này. Đó và chúng ta sẽ có các cái bản vẽ liên quan đến vị kèo. Đây bố trí vị kèo. Okạ? Cường sẽ dở để để cường đặt nút đây, xong cường dở cho nên nhanh. Ừ, đây đây là các cái phần bản vẽ liên quan đến cái vị kèo đấy và chúng ta sẽ có Các khoảng cách cái viên ngói đầu tiên cái vị kèo đầu tiên, cách cái à, vị kèo đầu tiên và đến cái vị cao đá hai là cách là 170 để cái viên gói chúng ta lập trường ra ngoài đến bên này ra đây thì sau này cái viên gói thì chúng ta sẽ ba hàng sẽ ở 1 2 3 1 2 3 hàng thì chúng ta sẽ không phải cắt gói nhé các bạn nhé Thì đấy là cái lợi thế của bản vẽ SCG đều tính toán rất là chi tiết đó và chúng ta sẽ có hai cửa sổ khoảng cách hai cửa sổ à, đó đây là cái khoảng cách giữa hai cửa sổ này hai cửa sổ hai cửa sổ trên cửa sổ to à, cửa to và một cái cửa sổ nhỏ. Các bạn có thấy không ạ? Đây là cửa sổ, cửa sổ nhỏ có chiều cao có kích thước rất rõ ràng. Có một cái lan can chạy đây. đây. có một cái lan can là bằng 300. Đây là cái hình thức có cái lan can nên các bạn nhé. Thì đấy là cái mặt đứng của một cái công trình. Mặt đằng sau, mặt sau của một ngôi nhà. Đó. Đây trong video sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mặt cắt cũng như là uh, các cái thông số liên quan đến mặt cắt để xem như thế nào. Thế còn là một cái số những lưu ý cho các bạn là để có một cái tỷ lệ một cái công trình đẹp như thế này thì chúng ta cần phải có những cái bản vẽ thiết kế của một cái công trình và hai nữa là ngoài thiết kế ra thì chúng ta cần phải căn chỉnh các cái tỷ lệ các cái thông số làm sao cho nó đúng với lại cái lô ban với phong thủy giả dụ đây là cái cửa như các bạn nhé thì cũng phải đúng và chuẩn hóa cái phong thủy của phần cửa thì nó mới ra được cái tỷ lệ của một cái công trình đẹp thì đấy là cái hồ sơ bản vẽ nó tốt và nó mang lại cho các bạn đấy để các bạn có thể thi công một cái công trình nó chuẩn để cường sẽ dở luôn sơ bộ qua cho các bạn để các bạn xem ở đây chính là cái phần bản vẽ về phần cổng cửa này cũng rất là nhiều bản vẽ thì mình sẽ dở ra để cho các bạn nhìn dung đây là cái cửa D2 này ở trên tầng 2 nó là cửa D5 đó thì chúng ta sẽ dở ngay phần cửa D5 ra thì các bạn sẽ thấy được rằng là uh, tất cả các cái thông số hay là các cái kích thước là đều được uh, bên mình là đã tính toán chuẩn hóa cái phong thủy cho gia chủ rồi Thế nên là các bạn sẽ rất là yên tâm Thế các bạn nhé, đây là D6 này Ờ uh, đây là D4 này. Uh. đây Đó. Đây là cửa D5. Thì ừ, các bạn sẽ có cái cửa này và chỗ này là cái kích thước thông thủy này các bạn này. Đều được HCG ghi rất rõ là 2 2 3 20, nhiên nên là 24 này. Tất cả những cái thông số này để có mặt đứng, mặt cắt. Đấy, mặt cắt của cửa này, mặt đứng một cửa này, chiều, chiều uh, mà mặt cắt bên đông này mặt đường bằng này, cắt này. Đấy, mặt đứng này. Và cái kích thước thông thủy này, các cái thông số này. Đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là để có một cái bản vẽ chuẩn phong thủy và ấy thì sẽ đầy đủ như vậy nhé các bạn nhé. Đó, thì uh, khi mà bên mình làm và triển khai bộ hồ sơ thì là bên mình sẽ vẽ và tư vấn rất kỹ cho các bạn, các bạn có thể nắm bắt được và hiểu được. Vì bạn nào mà có nhu cầu một tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất mà không thể qua sân vườn thì các bạn hãy liên hệ ngay với cái trúc CG để có một cái công trình đẹp nhất và tốt nhất, chất lượng nhất cho các bạn nhé. video này thì tôi xin gửi cho các bác thợ, mình sẽ làm một cái series liên quan đến tất cả các cái bản vẽ của một cái công trình biệt thự hai tầng máy nhật chuẩn thì nó sẽ như thế nào để cho các bạn nó mắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên trong công trình của nhà mình thì cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều xin trân trọng và cảm ơn các bạn và xin chào là quý vị và các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn.